Đó, by manicure. Thì là mình phạm vi hành nghề, tức là mình phải được allow to perform in specialty in your state. Tức là phạm vi hành nghề nó phải có, chẳng hạn như ở Cali này, cái luật mình làm móng tay mình được sử dụng cái gì. Nhưng mà khi em move qua một cái bang khác á, thì nó phải có phạm vi hành nghề của nó. Chứ đừng dùng cái luật Cali mà đi qua Texas và Kansas hay là đi qua Wyoming. No, mỗi một state, một cái tiểu bang nó có cái phạm vi hành nghề của nó. Thành ra nếu mình bị phạt là tại vì tôi phạt anh, phạt chị là tại vì anh chị đã phạm vào luật phạm vi hành nghề SOP này, phải chữ viết tắt của đó đó nha, phạm vi hành nghề ghi vô, phải biết cái chữ này nha, phạm vi hành nghề. Ok, trang 850 là phạm vi hành nghề đó. Mình phải nhớ là phạm vi hành nghề là nó sẽ cho mình một cái danh sách mà ở tiểu bang chúng tôi bạn được thực hiện cái nào một cách hợp pháp. Là nó ra thi nó hỏi câu này, nó nói một danh sách mà nó cho tất cả những dịch vụ bạn được phép thực hiện một cách hợp pháp thì cái đó gọi là gì? SOP, scope of practice. Cái này ai cũng phải hiểu hết. Chẳng hạn như em làm móng tay, và trong chương trình móng tay em được sử dụng thuốc gì, thuốc gì em phải biết chứ. Ồ, em ở bang kia nó cho, ủa bang kia nó cho, bang này nó không cho, thì tôi sẽ phạt em. Cái phạm vi hành nghề này đó nó nguy hiểm lắm. Chẳng hạn như Cosmo, you guys can use straight razor to clean the beard. Tụi em đâu có được dùng dao cạo mà cạo mặt người ta. Dùng dao cạo, ủa em có dao em cắt tóc được, em cắt tóc em đâu có được cắt lên mặt. Nếu em chảy dụng lên mặt thì em dùng tông đơ, em không dùng dao. Thành ra những em mà dùng dao mà tỉa lông mày, mấy em phải coi chừng, cái đó là phạm vi hành nghề đó. Ở ngoài nó làm hết, dùng dao nó cạo cạo cạo, nó vô mà nó bắt. Người Cosmo là tụi cưng chết, tụi cưng không ăn ba bờ tụi cưng nó cạo được. Facial đâu có cạo được. Facial là làm gì cưng? Những cái gì trên da mặt thôi, không có vô tới mà chảy máu là sai luật rồi, phạm vi hành nghề rồi, phạm vi hết. Thì thành ra mình coi chừng, nếu mà mình hên mình muốn gặp thôi, chứ mình gặp là nó bắt mình ha. Thành ra tụi cưng phải cẩn thận, thấy không? Mình chỉ dùng những cái gì ở lớp epidermis thôi, mình không có được đụng. Hay là nó tước bằng, có thể nó phạt mà nó tước bằng, phải ra tòa hậu á. Nhiều khi nó thâu bằng luôn á, nó suspend cái gì nó thâu luôn á, coi như cả đời mình không có làm được, mà còn phải phạt nữa, không có đơn giản đâu. Cô có một anh học sinh học cách đây khoảng mười mấy năm, anh ta người Mỹ, anh ta cũng làm chui không à, làm đâu cũng bao nhiêu năm trời, từ lúc nó vô trường nó làm chui không, rồi đến một ngày nó xui bị bắt đó, nó thâu bằng đó rồi không biết có lấy lại chưa, từ đó biến mất luôn rồi, cô không thấy vô, thì không hiểu anh ta như thế nào, cô không có dính tới. Đó thì thành ra tụi cưng nó nguy hiểm lắm, tụi cưng coi chừng nha. Rồi làm gì đúng theo mình đi, chẳng hạn như bây giờ trong trường làm móng chân đâu có được cắt khóe, đúng không? Ngoài đời tụi cưng làm khóe hết đó. Nhưng mà cưng có professional, tụi cưng có quyền. Em biết cắt khóe cách đây một năm thì nó có một chương trình mở cho những người học về cái đó đó. Thì nếu cô đi học, cô có một cái certificate, cô có quyền đại diện tất cả những cái manicure cô dạy, cô có cô vô đó là cưng có quyền cắt khóe, có. Nhưng mà cô không có học, tại vì cô không thích cái ngành nail cho lắm, nó quá chi tiết. Có cái like, có cái certify để cô có quyền, cô vô cô đứng cái tiệm đó là tiệm đó có quyền cắt khóe 100%. Nói vậy để có cái certify ha, thì mình không được làm. Nếu chị muốn cắt khóe, em sorry chị ra ngoài, tụi em là không có bằng chuyên nghiệp. Cắt khóe đó là thuộc medical. Khóe nó có nhiều loại khóe, khóe da em đào đào được, mà khóe mà cái đâm vô trong có mũ đó là em không có được làm, em đâu có được làm cái chân có mũ, đúng không cưng? Mà tại sao cưng thọt vô? Cưng sai rồi. Cô mang giày bên Mỹ này là bao nhiêu năm trời không bao giờ cô có khóe. Đừng có nói mang giày có khóe, không phải. Em tạo khóe. Thành ra ingrown nail đó là you make yourself have an ingrown nail. You born as a baby. The baby have ingrown nail? No. No?
Em bé có ingrown nail không? No. No. Mà tại sao em lớn em có ingrown nail? Tại vì you dig it, you scrape it. Em là người tạo ra khóe. Chị cắt cho em chút nữa đi, chút đi. You still alive, your skin still grows. The cuticle not supposed to grow. Cái cuticle là cái lớp da chết, em không có mọc được. Nó chỉ nằm ở trên cái bề mặt của em thôi. Nhưng mà mọc là nó phải có sự sống nó mới mọc. Mà nếu nó mọc nó phải đâm xuống mạch máu nó mới mọc. Thì những cái khóe nó từ đâu? Mạch máu đúng không? Em cắt nó đi thì nó còn sống thì nó còn mọc. Thành ra những cô làm professional không ai làm khóe. Mấy em mới ra, mấy em chiều khách, mấy em móc khóe mà càng móc thì càng ra. See, that's why a certain rule you do pedicure, you can't do it in school. Number one, ingrown nail remove, you can't do that. I say no, no. If I walk around in salon here, they say ingrown nail, no, we don't do it. Have to say no, don't do it, guys. Right? It's not worth it though. $5, $10, 50 đồng có đáng. I give you $20, can you do it? No. I do hair a lot too. A lot of people say, can you shave the hair from here upright? Can you shave down here for me? I say, no. I've not learned to shave the body hair. No, you need to wax. Thành ra cô làm thiếu gì? Nói là mày cắt to phần này trở lên. Cái nào mà exposing, you can do it. Cái nào mà hở ra, tôi có quyền. Nhưng cái gì đã che rồi, tôi không có lột ra để tôi làm. Những người khách quen, mày cạo lông lưng nó. Bữa con cắt tóc ông kia, ông kia lấy cục chảo nhấn. Cái cô mới nói là tao không có làm. I can't do it. I say why? I don't know why. You're watching though. You need to say no to client. Sometimes client offer you a lot of tip. You don't know what purpose to do. But I say no. Even my client, khách của cô cũng say no. Nha cưng, tụi cưng đừng có làm. You can, you made them bleeding. What happened? They can sue you, right? They bleed. See, that's why a lot of people do wax. I have wax here. Go wax, wax. Go tell your wax. For $50, $60, go wax when you have to do it. I give you $10. What for? Thì cô nói không? Nhưng mà cái đó gọi là gì? SOP. Cái đó gọi là SOP. Remember. Mình nhớ chữ SOP đúng không? Không, em không làm. You can remove nose hair? No. Just a little bit down here, you can go inside. The hair around here, you don't go in the ear. Cạo lông tai chỉ trong vòng. Everything you can touch it outside, you do. Everything you looking for, no, I won't do it. I don't care. I don't do it. Tụi cưng phải nhớ, mình có cái SOP, mình có the allow to say it's a SOP. I won't do it. That. Okay? Nhớ, ngoài đời đừng để những cái đó nó seduce mình. Huh? Nó seduce mình, nó không có đúng cái bằng mình có giá trị hơn. Okay? SOP, you understand, right? You allow, I have a list. They list everything legally allow what you do in your own state. Every state different. Mỗi tiểu bang nó khác nhau. Thành SOP, okay? Rồi, now go back to OSHA, A51. OSHA là gì? You guys know, right? OSHA là gì cưng? Occupational, for what? Safe and Health Administration. Nó là một cái cơ quan chính phủ, DC. Federal. Cái này là của liên bang. Ghi vô. OSHA là của chính phủ, tức là federal. Right. Cái này thuộc liên bang. Còn cái SOP này là ở tiểu bang, là state. Mỗi một cái tiểu bang nó có SOP khác nhau. Nhưng mà OSHA là federal, chính phủ. Chính phủ nói rằng ở đây tôi have a guideline to protect you away from the chemical agent cosmetologist to protect you and your health. Nghe chưa? Tức là OSHA nó nói là gì? Tất cả những cái environment you work, number one, for chemical, you have to be number one ventilation. Đầu tiên những nơi mình làm là phải thoáng khí, ventilation. Chemical mà, hóa tố thì đầu tiên phải là ventilation. Number two là cái gì? Ngoài cái ventilation nó còn gì nữa cơ? Nói cô nghe, thông thoáng.
còn gì nữa? PPE. Right. Ngoài cái thông thoáng còn gì nữa? PPE. Mỗi lần mà cô muốn gì tụi con cầu nguyện giùm cô nhé. Cô là gì đó? Hồi nhỏ đó kể nghe nè, bị la hoài. Đi ngang thấy cái nồi nó lụm kỳ lắm, đá vô. Mẹ nó nhỏ này có con nó bò giữa đường, đá con nó vô. Cái thật, cái tướng nó kỳ lắm, không có giống người ta. Em PP là gì? Nói cô nghe. PP là Protection Personal Protection Equipment, là những đồ bảo hộ cá nhân. Gồm cái gì? Number 1 mask, number 2 glove, bọc tay, number 3 kiến, goggle. Hiểu cô nói không? Goggle chứ không phải kiến này, goggle. Em biết goggle là những cái kiến mà nó ke cái mắt mình giống như tụi mấy hàng đó, thấy không? Goggle. Hoặc là kiến mà cưng bơi đó, nó goggle, nó che mắt mình, nó có cái surrounding. Hiểu cô nói không? Đã, PP. Thành ra OSHA in your work right now, number 1 ventilation, thông thoáng. How can you make your work ventilation by what? Ventilator, right? Bằng cách máy hút thông hơi. Ventilator, máy hút. Chứ không phải là open the window, right? Open the window and door, it just dilute the chemical. But they don't take away the chemical, they don't suck away the chemical. Đúng không? Mở cửa sổ nó chỉ làm thông thoáng, loãng, nhưng nó không có rút đi cái hóa tố. Nhớ ra, ra thi nó hỏi. Hỏi một, có học chưa? Cái bài này học chưa ta? Nghe quen lắm. Mở cửa sổ có lấy đi hóa tố không? Câu trả lời là no. Open window just dilute the chemical, but not taking away. Took away by ventilator, bằng máy thông hơi. Cái máy hút khói đó trên này nó mắc tiền lắm, em có biết không? Một cơ sở nó rút rất là nhiều. Right? Any question? This is a recap. Cái này là ôn lại nha. You already learned, right? Now, go to the page A51. Equipment. Now, I want you guys go real quick with me. Equipment. Is a T in between? No. Implement. Material. So, let me tell you. This chapter can apply the same for pedicure. Bài này cũng giống hệt pedicure. Thì nó pedicure giống hệt như vậy. You guys prepare for me. When I have a pedicure chapter, you guys come up here and tell me what the difference. Rồi em chuẩn bị về nhà đọc bài pedicure. Thì xong ngày mai kia cô sẽ kêu từng em lên giải thích cho cô nó khác nhau ở điểm nào. Nó giống hệt. What is the that's the equipment you guys. Equipment là gì cưng? Thiết bị. Đúng không? Im thì mình là gì cưng? Dụng cụ. Material là vật liệu. Còn thứ ba là gì? Là product. All the Vietnamese translate on the other board, you guys. Okay? Translate bên đó hết. Giờ thiết bị là gì? Ai nói cho cô what is equipment for you understand? Thiết bị là gì cưng? Những thiết bị là gì? Big bulk cannot move. Đúng không? Bự to không di chuyển được. Vậy everything in here, cái nào là thiết bị? Nói cô nghe. Bây giờ em đi vô mua tiệm, em mua cái gì? If you want to go buy store, what are you looking for? If you want me, I say okay, one salon being sale right now in Garden Grove, you guys, what are you looking for? Tôi nói giờ một tiệm salon nó đang bán ở trên đường Garden Grove. Tụi cưng tới, tụi cưng coi tiệm bằng gì? Nói cô nghe coi. Tụi cưng looking for equipment, implement, material or product. Cái nào cưng tiệm? Nếu cưng mua một cái tiệm, cưng tiệm gì? Equipment chứ. Thì chỉ có cái gì? Trời ơi, bán tiệm nail mà bàn bà dọn hết trơn. Mua bờ tường hết trời ơi. Em để cho chị mấy cái kèm. Mấy cái kèm thôi cho chị em đi chưa.
Em có đóng bông gòn ở trong có tân ở trong kho nữa. Nghe nó ham nha. Sẵn phẩm. Chai sơn nào lấy dầu lên nổi lên trên hết trơn. Mấy ngàn chai toàn là dầu lên trên hết, sợ gì. Thành ra mình đi mua tiệm đầu tiên mình nhìn cái equipment. Đúng không? Coi chị có xài được không. Nhưng mà equipment bả tốt, bả dọn hết rồi. Toàn đồ gãy gọng không ha. Em cũng cần. Nhưng mà at least mình hiểu what we need. Đúng không? Thường người ta để equipment. Đâu ai kiếm cái material ha cưng ha. Nhưng mà thực tế nó hỏi một câu. When you looking for location for the business, what are you looking for? What you target on? Khi em mở một cái tiệm, em tìm vô trọng tâm là cái gì? Nói cô nghe. Ra thi nó có hỏi không? Trọng tâm cái gì? Nói cô nghe thôi. Mấy ghế mấy bạn. Location. Và trong location em kiếm cái gì? In location, what are you looking for? Cái location đó em kiếm cái gì? Khách. Traffic. Ok. Và cái gì nữa? Khách. Khách. Customer. Wise. Traffic. What else? Not right. Parking lot. Đúng không? Em phải có parking lot. Mở một cái tiệm gọi đầu dưỡng sinh mà parking lot 5 phút đi, ai vô? Mỗi lần đội đội xe đội tuốt bên kia đi qua, gội đầu xong ra mồ hôi tới đó rồi hết hết dưỡng sinh luôn. Lúc đó về nhà bà dưỡng sức. Đúng không? Thành ra khi mua một cái location của một cái người nước ngoài, em nghĩ không, cái bạc kinh nó rất là lớn, nó có cả bên đông và bên tây. Bây giờ biết sao cô biết không, để cô nói cho nghe.